Bộ phim Gara Hạnh Phúc đã chính thức khép lại với 27 tập lên sóng. Ở tập cuối, tất cả các nhân vật như Sơn Ca, Khải, Trung, Vân đều đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên, cái kết của Gara Hạnh Phúc lại khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng vì thiếu mất nụ hôn của cặp chính Sơn Ca và Khải. Theo đó, kể từ khi phát sóng những tập đầu tiên, chuyện tình của Sơn Ca và Khải khá mờ nhạt. Suốt cả bộ phim, cặp đôi chính chỉ có hai phân cảnh suýt môi chạm môi. Lần đầu là khi Khải giúp Sơn Ca dọn nhà, khi đang sắp hôn lại bị Trung phá đám. Lần thứ hai là ở tập cuối, cá đông lạnh đã mạnh dạn rủ chim lợn đi uống trà sữa. Đáng tiếc nụ hôn được khán giả mong đợi suốt 27 tập phim cũng diễn ra không thành. Mới đây, trong bài viết tạm biệt bộ phim Gara Hạnh Phúc của Bảo Anh, đạo diễn Bùi Quốc Việt đã hỏi nam diễn viên rằng tại sao Sơn Ca và Khải lại không có cảnh hôn. Thậm chí, anh còn đùa vui rằng không hôn cái nào nhỉ? Sợ mắm tôm à? Quỳnh Nguyễn ăn ít bún đậu thôi các diễn viên khác sợ. Để minh oan cho mình, nữ diễn viên Quỳnh Cun đã phải tăng người tình màn ảnh vào trả lời. Đáp lại thắc mắc tại sao không có nụ hôn nào suốt 27 tập phim Gara Hạnh Phúc, Bảo Anh chỉ trả lời đơn giản rằng lỗi tại đạo diễn. Sau khi Gara Hạnh Phúc kết thúc, bộ phim Hành Trình Công Lý do Hồng Diễm, Việt Anh, Thu Quỳnh, Quốc Huy đóng chính sẽ nối sóng bắt đầu từ thứ Hai, ngày 10 tháng 10 trên VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.